Tranh thủ những ngày cận Tết muốn kiếm thêm thu nhập, thông qua mạng xã hội, bạn Nguyễn Thị Thanh Huyền đã ứng tuyển vào vị trí bán hàng thời vụ cho một shop quần áo với mức lương 20.000 một giờ. Thời điểm gần Tết thì em cũng muốn kiếm thêm một chút thu nhập để sắm Tết, mua quà cho gia đình. Thì công việc nó cũng không vất vả lắm, chủ yếu là mình phải tư vấn cho khách và phải kiểm hàng hóa. Vào thời điểm cuối năm, có nhiều công việc thời vụ để sinh viên, người lao động lựa chọn. Nhiều doanh nghiệp sản xuất, cửa hàng quần áo, giày dép, siêu thị, nhà hàng ở Hà Nội tăng cường tuyển lao động thời vụ để phục vụ bán hàng dịp Tết. Trong đó chủ yếu tuyển nhân viên sale, tư vấn hàng cho khách hàng, thu ngân, nhân viên phục vụ, giao hàng. Công việc thời vụ không yêu cầu bằng cấp, tay nghề mà chỉ cần nhanh nhẹn, có trách nhiệm với công việc nên tạo cơ hội việc làm cho người lao động thất nghiệp hoặc người có thời gian nhàn rỗi muốn nâng cao thu nhập. Mình làm việc thời vụ một phần là để có tiền trước Tết, với nó là cái công việc dễ tìm thấy, dễ kiếm được. Mình sẽ làm công việc này từ mùng 10 đến 26 Tết. Trong job này làm được cũng gần 5 triệu rồi ạ. Thời điểm cuối năm thì là tuyển dụng sẽ khó khăn hơn so với là các tháng khác trong năm, bởi vì là các doanh nghiệp hầu như là nhu cầu đều sẽ tăng cao và cơ hội lựa chọn công việc của mọi người là sẽ cao hơn, có nhiều sự lựa chọn hơn. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động sớm có việc làm, đặc biệt là lao động thất nghiệp, có cơ hội tìm được một công việc bán thời gian, có thêm nguồn thu nhập dịp Tết, đồng thời giải quyết vấn đề thiếu hụt lao động cho các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Những ngày qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cũng đã liên tục tổ chức các phiên giao dịch việc làm định kỳ, đăng tải nhiều thông tin tuyển lao động của doanh nghiệp và mức lương hấp dẫn. Vừa rồi thì Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội cũng đã tổ chức rất là đa dạng các cái loại hình tổ chức các phiên giao dịch việc làm. Và trong đó thì cũng đã tổ chức các cái phiên giao dịch việc làm thuộc cái phân khúc thị trường hoạt động bán thời gian. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục căn cứ vào cái tình hình của thị trường. Chúng tôi sẽ có những kế hoạch cụ thể để có thể tổ chức những cái phiên giao dịch việc làm với quy mô lớn hoặc là sẽ phân khúc nhỏ để tổ chức phù hợp. Các chuyên gia dự báo năm 2024, thị trường lao động sẽ khởi sắc hơn khi các doanh nghiệp tiếp tục ký kết các đơn hàng mới đến hết quý 2 năm 2024. Với tình hình này, người lao động sẽ dễ dàng quay lại thị trường lao động sau một năm chật vật do bị doanh nghiệp cắt giảm đơn hàng.